Lấy một đoạn dây thép nhỏ cuốn thành hình lò xo, bên trong có một mẩu gỗ làm mồi. Đốt nóng dây thép cho đến khi mẩu gỗ cháy hết, chỉ còn tàn đỏ hồng. Rồi đưa nhanh vào lọ đựng khí oxy. Clo tác dụng với sắt. Đốt nóng đỏ dây sắt đã cuộn thành hình lò xo, cho nhanh vào bình chứa khí clo. Phản ứng xảy ra mạnh làm cho sắt bị nóng chảy và bắn thành các hạt sáng, đồng thời thu được sản phẩm là sắt 3 clorua có màu đỏ nâu. Để nguội, phun nước vào bình phản ứng. Tinh thể sắt 3 clorua bị hòa tan. Tạo thành dung dịch sắt 3 clorua màu vàng. Thank you.
Đưa ống nghiệm chứa một ít hỗn hợp sắt bột và lưu huỳnh bột lại gần một mẩu nam châm, thấy mẩu nam châm bị dính vào đáy ống nghiệm. Gạt mẩu nam châm ra khỏi đáy ống nghiệm, dùng ngọn lửa đèn cồn hơ nóng đều ống nghiệm chứa hỗn hợp. Sau đó đun tập trung ở đáy ống nghiệm. Sản phẩm tạo thành là chất rắn màu xám, không bị nam châm hút như hỗn hợp ban đầu. Đó là hợp chất sắt 2 sunfua. Lấy vào ống nghiệm 2 ml dung dịch axit nitric đậm đặc. Thả vào ống nghiệm một sợi dây sắt. Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn. Phản ứng xảy ra mãnh liệt, tạo thành dung dịch màu vàng và khí nitơ dioxit màu nâu đỏ. Ống nghiệm lên giá. Ống nghiệm phía trên chứa dung dịch axit cloric loãng. Ống phía dưới chứa dung dịch axit nitric đặc nguội. Nhúng dây sắt sạch vào ống nghiệm phía trên. Axit cloric tác dụng với sắt, giải phóng khí hydro. Lấy dây sắt ra, nhúng vào axit nitric đặc nguội.
không có hiện tượng gì xảy ra. Tiếp tục lấy dây sắt ra, thả vào ống nghiệm chứa axit cloric ban đầu. Lần này không có phản ứng hóa học xảy ra, đó chính là hiện tượng sắt bị thụ động hóa bởi axit nitric đặc nguội. Orange in color. If we use a permanent magnet to compare the magnetic properties of hematite with an iron nail, and we can see there's a difference. The iron nail is strongly attracted to the permanent magnet, as the iron nail exhibits ferromagnetism, whereas the hematite is weakly attracted to the permanent magnet, as hematite is weakly antiferromagnetic. To show the hydrogen reduction of iron oxide, we've loaded some hematite into a Pyrex reduction tube, and we flowed hydrogen through the tube for about 30 seconds before lighting the end to safely burn off any excess hydrogen. Now if we hold a permanent magnet next to our hematite one more time, we can see there isn't really any interaction between the hematite and the permanent magnet. The hydrogen, by the way, was generated from our electrolyzer. Now if we use a gas torch to supply some heat to the reaction, we can see that as we heat our hematite under a flow of hydrogen, it changes from a brick red color to dark black in color. And this color change corresponds to a change in the state of the iron. If we look towards the end of our reduction tube, we can see some water has condensed. And this is one of the products of the hydrogen reduction of iron oxide. And once our product has cooled, if we hold a permanent magnet next to our iron, we can now see there is a very strong attraction between the permanent magnet and iron. This is because iron is ferromagnetic,
So using hydrogen, we've successfully managed to reduce hematite to iron.